tôi ngủ quên trên phố một mình. Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, còn em là những nhớ mong của đời anh. Chiều nay không có mưa bay, chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hát vu vơ. Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai. Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa. Dường như góc phố không biết buồn, có bay khắp con đường. Chiều nay không có mưa rơi anh lặng im. Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời. Làn mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em. Phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào. Chiều nay không có mưa rơi, chiều nay không có thời cao. Tú biết bài này không? Tú gì vậy? Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt không, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau, vì em đã có người yêu. Goodbye, em phải xin đừng bận tâm. Đừng buồn vì những gì ta đã có. Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm, dù anh chẳng là ai. Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau. Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi. Lòng anh thắt lại, nghĩ đến mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi? Biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau. Did you know this one, right? Oh, he's somewhere else. Em khó thế rồi anh trong lời nói, nhưng làm sao dỗi được trong ánh mắt. Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động. Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau.
chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thắt lại, nghĩ đêm mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận cho sẵn thế quen được nhau. Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh hát lại, nghĩ đến mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau. Từ nay đôi ta không được đi bên nhau, không được trao nhau yêu thương, phải quên hết đi. Hát hay quá. Dùng với lại Alexis cho bị ngủ à. What the hell is this? No idea. Anyone else sing? There's some song that I didn't practice yet. Không biết phải có gì. Hoặc là phải đáp sử. Đêm dần buồn, chỉ có đôi ta đứng đây hơi buồn, nhấm nháp những suy tư của ngày hôm qua vừa đây đã xa. Riêng mình ta vẫn mãi lang thang dưới ánh chưa tàn, vẫn nỗi nhớ mịt màng ký ức bên em bây giờ đang ở một nơi xa. Ngày ấy anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày, để trong cơn mơ anh chẳng tìm thấy, để anh bơ vơ mãi phút nơi đây. Tình yêu khi xưa đôi ta một vỡ, trong một chiều mưa hai đứa thiên này, chỉ cần cho anh được thêm một chút, cho anh được gần bên em. Xin lỗi vì cuộc điện thoại đã làm phiền em với người kia, giữa góc phố là em thân, tiếng bước chân chậm chạp lúc giữa khuya. Tất nhiên thì anh cũng như họ, chỗ buông bỏ để em thấy yên bình duyên phần anh thì lại thầm trách mọi thứ trái ngược với duyên tình. Em lúc mình buồn nhìn trời và thở hát, mưa tháng bảy là cơn buồn dào dạt lẫn về tình yêu mà anh đã lỡ mất hẳn. Ai cũng từng nếm phải cảm giác trống trải trong lòng mình em ha, nhưng em cũng từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nếu ta có dịp ngồi lại thì anh xin phép kể cho em nghe bình yên của anh thì cũng giống như họ, là có em ngồi phía sau xe, là buộc phải cố được lạc được hết những thứ trước khi đã xa mình. Còn em hồi đó hay là anh bây giờ cô đơn đứng giữa ngã ba tình, hoàng hôn tháng bảy chưa bao giờ giết chết trái tim buồn bã đã của mềm. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa đã phủ rèm. Em ai còn chẳng dám khẳng định mình đã nhớ em vẻ mặt như thế, nhưng sau tất cả thì chỉ có anh và anh tự buộc mình. Chỉ cần bên nhau như những ngày ấy,
Anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày. Dù chờ ngàn năm anh vẫn ở đây. Dù anh đã cố gắng nghĩ đến em. Rồi trong nhân gian bao nhiêu người đến. Thanh xuân này anh chỉ muốn đến em. Dìu nhau đi qua những con phố dài. Chỉ yêu đôi ta chẳng biết đúng sai. Vì sao? Hay quá. Hello anh. Hi guys. Yo. Merry Christmas. Yay. Merry Christmas. I mean Merry Christmas Eve. Yeah, Merry Christmas Eve to you. Merry Christmas to folks in the room. Happy birthday, Tool. Did we sing him happy birthday yet or no? Did I miss out? Yeah. We did. 24, right? No, no, no. Did we miss out on singing him happy birthday? We might. We might. Doi, are you still there? Hello, Nick. I am, Alexis. How are you? Em khỏe, cảm ơn. Nói xong rồi hả? Nói xong chưa? Doi, are you there? Đi đâu rồi? Còn đang chơi game quá. Anh không biết hả? Hôm nay mọi người bên đấy được nghỉ phải không ạ? Ừ, được nghỉ. Ê, anh đang đi chơi à? Đâu, anh đang đi chợ mua đồ ăn về làm tối nay ăn. Bây giờ đang là mấy giờ bên đấy? Bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng. Thế là ăn Noel to lắm phải không ạ? À hả? Chưa ăn trước lễ Noel. Thế là ở bên này đã Noel rồi, bây giờ bên kia thì một lúc sau đúng không? Đúng rồi, đêm nay mới là Noel. Mà hôm nay Noel bên này cũng vắng lắm. Đang dịch mà bởi đâu cũng đâu có ai ra đường chơi nhiều đâu. Không mà thấy ở bên Sài Gòn thấy cũng nhiều người đi ra đường mà. Giờ mấy người nào đã từng F0 rồi là giờ ra đường thì tùng hết rồi. Mình là F mấy? Em vẫn mới chỉ F1 thôi. Ủa anh tưởng em FA chứ. Lại khỉa, lại khỉa. Anh hay lắm. Em lo không khỉa được mày. Ê, mày phải thông cảm cho anh. Lo mới khỉa được mày câu đúng không? Chứ mình thường là khỉa quá. Thôi chạy. Không kể làm gì được anh. Trời ơi. Tối nay mà ở nhà là biết FA chứ còn mẹ gì nữa. Anh đừng nói thấy là ra đường đi chơi với vợ người ta rồi. Đâu. Thôi kệ, thà FA chứ đi chơi với vợ người ta làm chi mà không. Thì bởi bên này đường cũng nhắn que à. Thế ở bên đấy trẻ con hôm nay có được tặng quà nhiều không ạ? À? Thì tùy mỗi gia đình mỗi khác em, có khi là người ta làm White Elephant hoặc là Secret Santa. Thường người lớn thì chơi Secret Santa, còn con nít thì người lớn tặng cho rồi. Ở Việt Nam chắc cũng không còn vụ mà ông già mướn ông già Noel cho tặng quà ha. Còn không ta? Năm nay thì im lặng hơn mọi năm.
Mỗi năm thì hầu như là ở nhà thờ là lúc nào có tặng quà đông á. Năm nay không có rồi. Năm nay thứ nhất kinh tế yếu là không có ai có nhiều tiền, thứ hai nữa là dịch vàng tùm lum la. Thế ở Mỹ bây giờ có mỗi men lạnh lạnh có tuyết không ạ? Hả? Hôm nay có tuyết không ạ? Không, chỗ anh không có tuyết, không phải chỗ nào cũng có tuyết hết em. Tùy vùng, có vùng có tuyết, có vùng không. Ví dụ như những vùng như anh Chí hình thích á thì có tuyết, còn vùng anh thì chỉ ở trên núi mới có tuyết thôi, lên phía bắc chút xíu mới có tuyết. Thế thì không lạnh lắm đúng không ạ? Không lạnh chứ em. Đúng ạ. Thà thì thà là có tuyết thì nó không lạnh, nhưng mà không có tuyết thì nó sẽ lạnh. Tuyết nó giống như mưa vậy thôi. Cũng tùy vùng. Ủa, thích ngủ hả? I think it's like let me check. I think it's about 40 something Fahrenheit right now. Okay. I'm not sure about Celsius, but about 40 something Fahrenheit. In San Francisco. I see. I need to return some item and buy a new item. What? I need to return some item and buy a new item. Ah, okay. Sweet. So you are going to the supermarket now? Yeah, going to Costco. I'm just in return. Thank you, appreciate that. Thank you, appreciate that. Đợi tí. Mà không có đủ tóc để tròn. Không cute được. Em đã gắn tự làm tự năm mấy nữa chắc tóc em bằng gì thế á? Tóc chị nuôi một năm rồi đấy. Lần trước tóc chị đến đây này, một năm rồi đến đây. Em bằng hóa ra em bằng tóc chị mọc chậm không, chắc em sẽ bằng để Alexis chứ. Dùng muốn tóc mọc nhanh không? Chích testosterone vô. No, I don't want to affect my body, so no. No, just testosterone, you'll be a đàn ông luôn á. Oh my god, really? Yeah, testosterone là hormone của đàn ông mà, phụ nữ là estrogen mà. Can I do that? If you want to, you want to return to a man? So I will never be love sick. Tại, chứ em nghĩ mấy thằng chuyển giới nó làm sao nó làm được vậy? Chứ thọc môn vô mà. Yeah, but just amazing image that. Mm-hmm. I do. Oh, no. I'm still enjoy with handsome guys, so no. Vẫn còn tiếc trai đẹp đúng không? Yeah. Hi, good morning. How are you doing? All right, I have the receipt right here for you and the membership card. Thank you. No, can you throw it away from me, please? Thank you. Sure. What the heck is this? There's no tag on this one, but I'm not sure if you can find it on the receipt. Sure. You go on that kind of thing. Today I have someone behind me.
Trịnh Bạch, Trịnh Bạch nhỏ tội gì đâu. By the way, you know, like I before Christmas holiday, I didn't care about this much. But today when I got up, I got so many messages from my clients.